Khanh xin chào cả nhà. Hôm nay cả gia đình Khanh lại có dịp đi ngang qua những nông trại ở Mỹ. Và mỗi lần được nghe đi tới đây thì Khanh rất là thích. Vì Khanh rất là mê cây trái nè. Nhìn những cây trái trĩu nặng trên cành là mình thấy rất là vui và phấn khích. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa thì mời quý vị cùng theo gia đình Khanh đi ngắm những nông trại vào tháng 7 này nhé. Chào đón gia đình Khanh là những khu vườn nho với những dàn nho nặng trĩu trái, làm cho Khanh nhớ lại cái bộ phim Hàn Quốc mà lúc nhỏ Khanh đã từng xem, đó là phim Vườn Nho. Thì trong đó có hướng dẫn cách tỉa chùm nho để cho trái không bị đè nhau và quả được đủ chỗ trống tròn trịa. Nhiều khi Khanh xem phim mà chẳng bao giờ Khanh nhớ cái nội dung của phim và diễn viên trong phim đâu. Mình chỉ nhớ những kinh nghiệm hay là những cái bài học trong phim mà thôi. Hello các anh chị, hiện tại thì Khanh đang có mặt tại những cái farm. Ở đây thì hiện tại đây thì nho là có nhiều loại nho lắm. Và Khanh đang đứng ở nơi mà trồng cái loại nho đỏ nè. Đây, mình là con cáo và đây là chùm nho. Con cáo và chùm nho. Dễ thương không? Cưng không? Đẹp quá hả? Nho đỏ mà ngon dễ sợ luôn á. Thì ở đây có rất là nhiều loại nho. Chút xíu nữa Khanh sẽ quay những cái nho màu khác cho các bạn coi nha. Nhìn thích quá à. Nhưng mà cái vườn này của người ta mình không có hái được, rất là tiếc. Nếu mà có người ở đây mình xin được đó các bạn. Đã ha, nguyên một hàng dài luôn nè. Đó, phía sau lưng Khanh đó. Quá trời luôn. Thích ghê vậy đó. Trời ơi, nho nè các anh chị ơi, đã quá. Hôm nay thì Khanh quay lại chỗ này thì nho đã chín rồi nè. Chín ngon quá à. Đó, nguyên một hàng nho dài luôn đó. Đó, các anh chị thấy không? Nho gì đâu mà núc luôn hà. Thích ghê vậy á. Hôm nay nho đã chín rồi mà sao chưa thấy thu hoạch ha. Hiện giờ người ta đang cho hệ thống nước tưới nè các anh chị. Nước cứ nhiễu xuống này nè. Đó, gốc nho to dễ sợ luôn á. Thích ha. Nhìn mê luôn á. Cái chùm này là nó chưa có chín nè. Khi nào nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ đậm. Còn xanh xanh vậy là ăn chua lét luôn á. Mấy cái chùm nho này trội trái quá trời chi chít luôn á. Mà cái này chín rồi nè. Đây là nho xanh nè các anh chị. Mà em nghĩ là nó chưa có chín đâu. Tại vì mình thấy trái nhỏ xíu à. Mà cứng thì cứng. Nho này không phải nho xanh mà là nho đỏ mà chưa chín nên nó xanh lè. Đó. Ồ, cái này người ta chắc nó ra trễ hơn những cái loại kia nên thấy nó còn xanh lắm. Cái này mà hái về chấm muối ớt ngon ha. Bỏ vô trộn muối ớt. Dầm vô ăn bá cháy. Chưa ngọt ngọt. Trời, nguyên một vườn luôn đó, mê chưa? Quá trời đã luôn. Ây dạ. Trời ơi. Ăn thử con trái muốn chết luôn à. Chua muốn sái quay hàm luôn. Ui trời ơi, nó chua như chanh nữa. Đẹp quá. Nguyên vườn nho thích ghê á. Đây là khu vườn bí nè các anh chị. Đó, những cái trái bí đỏ dành cho Halloween đó. Nhiều dễ sợ luôn, nó nằm lăn lóc như vậy nè. Ồ, người ta trồng cả một cánh đồng đó các anh chị ơi. Bao la bát ngát luôn á. Nhưng mà sao bí này mình thấy có vẻ như bị hư nhiều á. Thường thường bí khó hư lắm nha, mà sao này có vẻ như... Cái bí này nó màu cam, thiệt là cam, nhìn lạ ghê. Người ta đang thu hoạch ở phía đằng kia kìa. Nè, các anh chị thấy nó bự không nè, đó.
cái cuốn nó to dễ sợ luôn, rất là dễ thương ha. To lắm nha, nhưng mà sao nó nhăn, ô nó bị thúi nè, nó bị thúi tại vì nó đụng dưới đất đó. Vậy hèn chi mình thấy người ta trồng bí, người ta trồng trên vàng á, thì để cho cái trái bí nó không có bị hư. Còn nếu mà mình trồng ở, nằm cho nó chạy xuống đất như vậy thì dễ bị hư lắm. Như vậy thì rất là uổng. Đây là khu vườn bí nữa nè các anh chị. Thì bí này mình dùng để làm bánh nè, hay nấu canh. Cái trái bí rất là to. Cái trái bí to lắm nè các anh chị. Nó to lắm, nó cứng dã man luôn. Đó, nằm lăn lóc nè. Và cái cành bí này nó có gai. Đó, mẹ con nhà bí nằm chung với nhau nha. Đây bí ba, hai kia là mẹ con. Nhiều, thiệt là nhiều luôn. Nãy giờ thì Khanh thấy người ta dùng máy để thu hoạch á. Chỉ cần đi ngang qua là bí tự động nó được cuốn lên xe nè. Đó, các anh chị thấy không? Thôi mình đi ra mất công ta la. Đó, các bạn thấy không? Khi mà cái xe chạy tới thì những trái bí được thu hoạch và đổ vào một trong cái thùng. Nó có cái băng chuyền đổ vào trong cái thùng đó. Hay quá ha các bạn ha. Thu hoạch kiểu này khỏe quá, không phải được đi hái trái, từng trái bí. Good job. Wow, đó các bạn thấy không, trái bí đó thu hoạch lẹ không, trời ơi thấy quá trời luôn, hay ha. Đây cũng là lần đầu tiên mà Khanh được thấy luôn á, cách thu hoạch bí như vậy á. Mấy anh mễ đây rất là dễ thương nè. Đó, ngồi lái chỉ cần điều khiển thôi là có trái bí rớt vô thùng, nguyên thùng luôn. Làm nông bên này thấy sướng ha, thích ghê luôn ha. Nãy giờ người ta thu hoạch cũng nhiều lắm. Đây là cái khu vườn mà trồng những cái cây hành đó các anh chị. Chắc mình nghĩ là hành củ đó. Để Thanh quay rõ xuống cho các anh chị coi nè. Đây là hành củ màu trắng nè, mà có thể là họ đã thu hoạch rồi nên nó hơi héo, hay là họ đợi những cái bông này nó héo rồi họ mới thu hoạch thì mình cũng không rõ lắm. Mà nguyên một cái vườn có cái bông đẹp, thiệt là đẹp luôn nè. Nhưng mà ở đây không có thấy hôi mùi hành. Đó, không có thấy hôi mùi hành các anh chị ơi. Wow, củ hành bự quá. Trời ơi, coi củ hành bự không nè. Đó, củ hành bự ơi là bự nè. Củ hành này mình ăn để giảm cholesterol nè. Chế biến được rất là nhiều cái món ăn. Mà cái món mà Khanh thích nhất là món salsa đó. Thì nó có cà chua với hành này, mình sắc vô mình ăn rất là ngon. Và rất là healthy nữa. Thích cái bông hành quá, nó cao mà nó đẹp gì đâu á. Đó, nó có những cái bông tròn tròn giống như là hoa bồ công anh á, nhưng mà cái bông đó là dày hơn và cao hơn nhiều luôn á, đẹp lắm. Đó, cái hành củ nè các anh chị, nó có rễ quá trời luôn, đẹp quá ha. Đây là vườn dưa hấu nè các anh chị. Thì Khanh vừa mới xin cái anh ở đây cho mình quay phim. Ồ, trái dưa hấu nè, đã không? Nó chín rồi đó. Không biết có chín chưa, mình nói đại thôi nha. Ở đây có hai trái. Bự, thiệt là bự luôn. Ồ, trái này bị nứt luôn nè. Nhiều quá ha. Một cái vườn dưa hấu bao la bạc ngàn luôn nè các anh chị. Đó, ở bên kia thì có những người nhân công, người ta đang thu hoạch đó. Không biết thu hoạch, ồ chắc thu hoạch dưa quá.
Đúng rồi, thu hoạch dưa. Đã quá à. Thích ghê. Đây có con đường đi vô nè, cho xe chạy nè. Dưa bị cán bể hết trơn rồi. Ok, bây giờ mình ngó ngó chút xíu rồi mình đi qua cái vườn khác mình quay nha. Đó, mấy trái dưa nè, nứt hết nè. Trái này chín vàng rồi nè các bạn. Ở đây Khanh thấy có mấy cái thùng ong nè các anh chị. Ong ruồi để họ mang tới đây để cho thụ phấn đó các anh chị. Khi mà hoa nở ra thì để ong bay tới bay lui, thụ phấn thì để sẽ có nhiều cái trái hơn, và sau khi thu hoạch thì họ mang đi hết. Nhiều quá ha. Con này nó không có chích đâu. Nhưng mà cứ thử đụng coi, mình cũng không chắc nữa. Đây là hình ảnh mà người dân ở đây người ta đang thu hoạch nho đó các anh chị. Mỗi lần thu hoạch là rất là đông nè. Trời ơi, mà hả còn che cái dù màu rainbow kêu dễ sợ luôn. Đó, có xe chở đi tại chỗ luôn nha, thu hoạch xong là mang tới chợ liền luôn á. Nên trái cây ở trong chợ cũng rất là tươi. Cái nho này ngộ quá các bạn ơi. Sao nó dài thòn như là ngọt lắm á. Mình nghĩ cái nho này người ta sẽ làm nho khô quá à. Tại vì sao mới đây mà nó đã héo rồi. Nho thơm lắm các bạn ơi, không biết nho gì mà nó thơm mà nó ngọt lắm nha. Nhưng mà nó mềm chứ nó không có giòn. Cái trái nó thì vàng vàng ngộ ghê luôn á. Đó, quay phim cho các bạn coi nha. Chắc là cái chỗ này người ta đã thu hoạch hết rồi, còn lại những trái xấu xí thì chừa cho phần cho mình quay phim đó các anh chị. Đây, chùm nho vàng. Màu vàng chứ không phải màu xanh ha. Các bạn có biết trái này là trái gì không các bạn? Sao mình thấy nó lạ lùng quá, nó giống như là trái xoài. Giống như trái xoài nhỏ xíu à. Mà cây này thiệt mình cũng. Hạt dẻ cười. Thì ra là nó. Lần đầu tiên mình thấy cây hạt dẻ cười luôn đó các bạn. Đây là nguyên cái farm mà trồng cây hạt dẻ cười luôn đó các bạn. Người ta trồng rất là nhiều luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mà Khanh thấy cái cây hạt dẻ cười này á. Quá trời luôn ha, mà người ta trồng rất là thẳng hàng. Cây nào cây nấy là lớn đều nhau hết và trái sum suê luôn. Khi mà nó già rồi nó sẽ tách cái lớp thịt bên ngoài ra, nó sẽ cái hạt bên trong nó sẽ khô và họ sẽ thu hoạch rồi họ lấy cái phần ruột bên trong rồi họ sấy, hoặc là họ sẽ sấy luôn cùng với cái lớp vỏ cứng luôn. Thì mình thích ăn cái dạng mà có luôn cái vỏ, nó ngon hơn là bóc vỏ. Vườn nho xanh nè các anh chị ơi. Nho còn bé chút thôi và nó rất là tròn vo. Coi nè, đã chưa? Nó chưa chín đâu. Này chắc cũng phải đến tháng 8 nó mới chín đó các anh chị. Đã không? Cưng ha. Này chắc giờ ăn là chua lè, chua lét luôn á. Trời ơi, đứng từ dưới lên nè. Thích chưa? Trời ơi, chùm 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 luôn nè. Wow. Dễ thương vô cùng luôn. Trời, công nhận người ta trồng hay quá. Nhưng mà cái cây nho này thì Khanh thấy nó nhỏ chứ nó không có to nè. Cái thân nó nhỏ. Vô tầm nè các bạn. Nhiều lắm luôn á. Đây. Dâu tầm.
Trời ơi, trái nào nó cũng đỏ quá. Ngon quá. Cái này ở bên Việt Nam người ta ngâm làm rượu á. Ngọt quá. Màu xanh màu này có ngọt không ta? Trời, ăn mà sạch lắm. Nào vô đây. Nhiều like nè. Raspberry. Wild raspberry nữa các bạn. Trời ơi, đã không? Ngọt ngay luôn á. Hiện giờ thì Khanh đang có mặt ở vườn bắp nè các anh chị ơi. Cây bắp rất là cao. Cao chắc gấp đôi mình á. Trái bắp quá trời luôn nè. Ồ, còn Betty. Trái bắp còn Betty à. Một cây nó có khoảng ủa sao ở đây một cây bắp nó có, mình thấy nó có một trái à. Thường thường phải hai trái chứ ha. Người ta có cái câu đố là một nách hai em gì đó. Hello, I just take a video. Nãy giờ Khanh mới xin cái cô đó cho mình quay phim ở đây. Tại vì đa số cái này là cái vườn riêng của người ta. Người ta không muốn cho mình quay phim, không muốn cho người lạ tới đây thôi. Nhưng mà mình xin thì người ta cũng ok. Và đây là cái cây hồi nãy mình hỏi cô đó thì cô nói là cái cây walnut. Walnut. Cái trái walnut hình như là ốc chó đó các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra trả lại cái sự riêng tư cho người ta. Đây là cây mận nè các anh chị. Trái mận đã quá. Lúc nhúc luôn, lúc nhúc luôn. Mận này nó có màu tím, ở ngoài nó hơi dai dai và ăn có vị chua. Không phải chua mà là nếu mà nó chín rồi thì nó ngọt lắm. Ăn rất là nhuận trường ha. Và ở đây người ta trồng rất là nhiều luôn á. Nguyên một vườn mận. Người ta phải chống không thôi là cái cây nó bị đổ á. Còn đằng kia là Khanh không biết cây gì luôn á. Giống như cây táo vậy á. À, trái mận luôn á. Trái mận luôn đó anh chị. Đây là vườn cam nè các bạn. Cam rất là sai trái. Cam ở bên Mỹ thì rẻ lắm. Nhiều khi hả có 10 pound hay gì, hay 5 pound gì có một đồng thôi. Rẻ mà ngon vô cùng. Tại vì trái cam nó bự và nó nặng lắm. Đó các bạn thấy không? Nó từng chùm vậy nè. Và đa số thì mình thấy nhà nào cũng phải trồng cây cam á. Tại cam ở bên Mỹ rất là ngon. Đấy, cam này Khanh thấy chắc là chưa chín đâu. Nó vẫn còn hơi hơi xanh á. Mặt trái to dễ sợ luôn nè. Đã quá. Nguyên một vườn cam. Vậy là nãy giờ chúng ta vừa đi ngắm một cái vườn, cái nông trại ở Mỹ rồi nha các anh chị. Và bây giờ thì cảm ơn các anh chị đã cùng Khanh đi chơi dạo quanh những cái nông trại bên Mỹ. Bye bye.